Ta sẽ học về các dạng toán, về định lý VS. Chiều thứ Ok. nhất, dạng thứ nhất mà chúng ta học đó là dạng 1 này. Dạng 1 là tìm M để phương trình có nghiệm phải có hai nghiệm phân biệt chấm chứng minh phương trình có nghiệm phải có hai nghiệm phân biệt dung này là khá là dài đấy nhé. À, chẳng hạn như bài 1 nào, bài 1 đó là bài tập luôn nhé. Thông qua bài tập thầy sẽ dần dần trình bày phương pháp để các em có thể học, và cuối buổi các em có thể tổng hợp lại xem có những phương pháp nào mà chúng ta đã được học. Tạo như là cho phương trình x bình phương trừ cộng với 3x trừ 5 bằng 0. Chứng minh rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt. Hằng nhắc các phụ huynh, đặc biệt là bạn Hải Yến ấy, là chỉ cần xóa bỏ cái dung cũ tải lại dung mới là sẽ không bị văng, không phải do mạng yếu đâu nhé. Cái này là do dung của bạn ấy là bản cũ rồi, chỉ cần xóa bỏ dung cũ tải lại dung mới là xong, nhắn cho nhóm chứng minh rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt. Thường thường hai nghiệm đó người ta sẽ ký hiệu là x1, y thế. Thì có những cách làm như sau. Cách làm thứ nhất, lời giải 1 là chúng ta sẽ tính delta. Rồi cho delta làm sao nhỉ? Lớn hơn mấy? Lớn không? Đấy, là cách rất là phổ biến nhé. Em nào quên mất cách tính delta thì cố gắng học lại nhé. Nào. Thì thứ nhất về mặt lý thuyết nhé, về mặt lý thuyết này chỗ này không bắt buộc này, a bằng mấy nào, a mấy ạ, 1. B bằng mấy nào, 3. A là hệ số của y bình phương, b là hệ số của x, c âm 5, tức là hệ số tự do không có chứa x thì gọi là c, được chưa? Công thức tính delta này, công thức delta là b bình phương trừ đi 4 nhân A nhân C. Đây là công thức nhé. Thay số này, thay số B bình phương là 3 bình phương trừ đi 4 nhân A là nhân 1 nhân C là nhân âm 5. Để các em tính nhẩm hoặc bấm máy tùy thế nào được. Kết quả bao nhiêu? 29. Sau đó chúng ta lập luận như sau. Vì delta lớn hơn 0, 29 đương nhiên lớn hơn 0 rồi, nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Xong đấy, lời giải một thế là xong nhé. Các em yên tâm đi thi này, kiểu gì trúng thôi, bởi vì mình học chuẩn sách giáo khoa mà, năm đầu tiên thi thì đương nhiên phải bám sách giáo khoa rồi. Tất nhiên chúng ta không thể trúng đến đến điểm 9, điểm 10 được. Chúng ta chỉ trúng đến một mức nào đó, điểm 6, điểm 7 thôi. Không thể nào mà trúng tới 9, điểm 10 được đâu nhé. 9, 10 thì phải dựa vào chính bản thân các em thôi. Được chưa? Thầy chỉ có thể giúp em trúng đủ đến 70% thì kinh lắm rồi.
Còn những cái phần kia thì các em phải tự nghĩ trong phòng thi thôi. Đấy, lời giải một chúng ta thì làm được như vậy. Các bạn nào biết cách lời giải hai không? Có ai biết làm với lời giải hai không? Mai. Đẻo. Đỗ Dung này nghỉ cái này. Bảo Trần, lời giải hai làm nào? Làm sao để chứng minh là có hai nghiệm phân biệt? Chuẩn sách giáo khoa đấy, không phải là mình vẽ vời đâu đâu. Bảo không biết gì à? Hà Yến, làm sao để phương trình có hai nghiệm phân biệt? Thảo Trần bị hỏng mic này. Hà Yến đâu? Đấy, đây ạ. Làm sao để chứng minh phương trình này có hai nghiệm phân biệt mà không tính delta? Anh bảo là biết làm rồi đấy. Mận rồi, hai nghiệm trái dấu tức là hai nghiệm này không bằng nhau được nữa. Một nghiệm âm, một nghiệm dương thì không bằng nhau được. Vẫn có thể coi đó là hai nghiệm gì nhỉ? Hai nghiệm phân biệt. Thì lời giải hai như sau, chúng ta lặp lại như sau. A bằng 1, B bằng 3, C bằng âm 5. Vì A nhân C bằng 1 nhân âm 5 bằng âm 5 nhỏ hơn mấy nhỉ? Này thiện cũng học dung này. Nhỏ hơn không? Nên phương trình có hai nghiệm trái dấu. Xong chưa? Đấy, đấy là bài 1 nhé. Bài 2. Hai nghiệm trái dấu chính là hai nghiệm phân biệt rồi đấy em. Bài 2. Trong phương trình x bình phương cộng với 3x cộng 2m trừ 5 bằng 0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Bạn nào làm bài này vẫn chỉ là bạn Mai à? Các bạn đã đâu hết
Có một người làm đi làm lại hoài này. À, Thùy Anh nè. Delta bằng mấy bình phương nào? 3 bình phương trừ đi nhân 1 nhân 2m trừ 5. Nào tính xem nào. 9 trừ 8m cộng 20 bằng, đúng rồi, 29 trừ 8m. Được chưa? Đấy, đèn tả đấy. Lập luận câu như nào nào? Để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Delta phải lớn hơn không? 29 trừ 8m lớn hơn không? 29 lớn hơn 8m. Rồi, chúc mừng. Chuẩn rồi đấy. Được chưa? Đấy, xong. Ok chưa? Bài tập tương tự chỗ này này, cho chị Hằng có thể lấy luôn làm bài tập về nhà nhé. Bài tập tương tự, cùng câu hỏi như nhau này. Tìm M để phương trình có hai nghiệm phân biệt này. X bình phương này trừ đi 7x này cộng M trừ 2 bằng 0 này. X bình phương này trừ 2mx cộng m bình trừ m cộng 3 bằng 0 này. X bình phương cộng 2 nhân m cộng 1 nhân x cộng m bình cộng 3m trừ 1 bằng 0. Đấy, những bài tương tự đấy. Chị Hằng có thể đánh máy lại những nội dung này được nó chép về gom về một chỗ. À, có thể chị Hằng sẽ đánh máy thành gì nhỉ? Đánh máy khoảng độ 10 bài 20 bài đấy chị Hằng. Có thể đánh máy 10 bài 20 bài dùng về sau. 10 bài 20 bài như thế này. Đây tạm thời như này là 3 bài nhé. Đấy, sau đó thì chị Hằng chỉ định bài tập về nhà là bằng các bài số 1, 3, 5, 7 chẳng hạn. Thế thôi. Tức là mình đánh máy cả 20 bài cho các em này làm. Chú ý các con số này không phải là tùy tiện đâu Hằng nhé. Các con số này không phải tùy tiện đâu. Ví dụ như bài 1 thì số tùy tiện được. Như bài 2 này các số này làm sao nó phải triệt tiêu mất m bình phương đấy. Là khi tính delta ra m bình phương nó phải bốc hơi. Còn m bình phương là các em mới không làm được đâu. Và đề thi mình không có kiểu này. Chỉ có m bình phương như này. Đấy, các em cứ làm những bài như này xong là trúng tủ thôi nhé. Sao biết thì nó chỉ có thi có thế thôi, không thể thi cái khác được. Nó có cách nào nữa để mà thi đâu. Được chưa? Đấy, về cái tập luyện tốt những bài này. Tức là những cái bài tập về nhà là bắt buộc cái đấy do chị Hằng lựa chọn. Thế còn những cái bài này các em cứ chủ động của tập luyện, chẳng cần bắt mình vẫn làm. Được chưa? Đấy, chủ động nhá. Rồi, bài 3. Tìm M để phương trình x bình phương cộng với 2mx trừ 5 bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. À, ai làm nào? Bài này thì siêu dễ đúng không? Thanh Mai. Lời giải của Thanh Mai này.
Delta. Lớn hơn không với mọi gì, với mọi m, được chưa? Thế 4 m mình là lớn hơn hoặc bằng không rồi, cộng thêm 20 nữa thì nó thành ra số gì nhỉ? Số dương, được chưa? Ok chưa? Chúng ta lập luận một câu như sau: vì delta lớn hơn không với mọi mọi m nên phương trình luôn có hai nghĩa phân biệt. Ở trong bài định lý vs thì nó sẽ có thêm lấy một x hai nhé. Ok chưa? Xong. Thực ra còn một lời giải nữa em. Bài tập này vẫn còn một lời giải nữa đây em. A bằng 1, B bằng 2m, C bằng âm 5. Còn nhớ đoạn đầu đấy không? Vì A nhân C bằng âm mấy? Âm 5, nhỏ hơn không nên lên làm sao nhỉ? Phương trình có hai nghiệm trái dấu. Được chưa? Phương trình có hai nghiệm trái dấu đấy. Đây cũng là một cách giải nữa, ổn chưa? À, tiếp nào, bài 4. Tìm m để phương trình x bình phương trừ mx cộng m trừ 7 bằng không, có hai nghiệm phân biệt. Bạn gần cuối ngôi 4 thì bớt một bạn lên bàn 4 đi em này. À, bắt đầu lời giải. Bài này A bằng mấy hả em? 1, B M, C M chữ mấy? M chữ 7. Được chưa? Ta tính delta nè. Delta âm M bình phương này trừ đi 4 nhân 1 nhân M chữ 7. Đấy. Thì công thức nó vẫn thế. Đây mình đánh số luôn đấy. Đây là B bình phương trừ gì nhỉ? Trừ 4AC. Thế bắt buộc các em phải làm được nội dung này. Không có cách nào khác cả. Được chưa? Ổn chứ? À, chị Hằng có kết quả bài kiểm tra vừa rồi không? Thấp lắm đúng không? Đương nhiên, nhìn thấy cái đề bài của chị đã biết là ác rồi. Nhắn trước là không tin. Nhìn cái đề đã biết là ác rồi. Đề đấy thì điểm loanh quanh 4, 5, 6 rất nhiều. Nhìn cái đề của chị biết là ác rồi, nhưng cũng cho bọn nó biết thế nào là lễ hội nha. Nào, tính ra nào, sẽ bằng m bình phương trừ bao nhiêu nhỉ? 4m cộng bao nhiêu? 28.
Rồi, bây giờ thầy dạy em cách xử lý bằng máy tính cho nó nhàn nhé. Khi gặp bậc 1 đấy, thì các em làm bình thường. Khi mà gặp cái bậc gì đây nhỉ? Hai đây. Thì chúng ta sẽ làm gì? Sẽ phải xử lý máy tính cho nó nhàn nhé. Thực ra em nào biết nhóm hàng đẳng thức thì nhóm được ngay. Nhưng em mà không biết nhóm hàng đẳng thức thì nghe bấm máy này. Chúng ta sẽ bấm menu 9 hai hai menu 922 em nhé. Rồi kem nhập vào là 1m bình phương, người ta bấm là 1 này, trừ 4m ta bấm là trừ 4 này, cộng 28 ta bấm là 28 này. Mỗi lần như thế em bấm nó bằng nhé. Đấy thì x1 bằng 2 cộng 2 căn 6y, bỏ qua nhé. X2 bằng 2 trừ 2 căn 6y, ta cũng bỏ qua luôn nhé. Đây ta để ý đến chỗ này này. Đây 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 đây. Giá trị nhỏ nhất x bằng 2. Đấy, thầy sẽ chụp lại cái này. Lưu vào đây để thầy gửi lên trên nhóm Zalo lớp nhé. Đấy, thầy chụp cái này. Được chưa? Thầy sẽ gửi lên nhóm Zalo lớp cho các em. Đấy, bấm máy được cái này. Đấy, chụp thoáng to lên thì các em nhìn. Rồi, ấn dấu bằng lần nữa nhé. Thì chúng ta được giá trị lớn nhất 27 đây nhỉ? Giá trị nhỏ nhất là 27 đây. 24 nhé. Đấy. Chụp ảnh này gửi cho các em. Đấy, nhớ em nào mà cần xem lại thì mình có cái để xem lại luôn nhé. Đấy, nhìn rõ chưa? À, nhìn ảo tung chảo này nhé. Làm như một vị thần luôn. Đấy. Nào, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về con số 2 này nhé. Con số 2 này thì chúng ta sẽ viết nó thành là m trừ 2 bình phương. Đấy, cứ nhìn thấy con số 2 ở đâu thì là m trừ bấy nhiêu, được chưa? Rồi tiếp tục ta lại nhìn vào con số 2 mới đây nhỉ, 24. Như vậy chúng ta chỉ việc cộng 24 thôi. Đấy, bài nào như nhau nhé, bài nào cũng giống nhau hết, ok chưa? Đấy, chú ý có một điều nhỏ nhỏ này, để ý hệ số ở đây là mấy nhỉ? Hệ số m bình phương ấy là mấy? Là một nhé. Thì bên này nó là gì? Là một. Còn nếu như chỗ này mà là bốn nhé thì bên này nó cũng là gì? Là bốn. Đấy, ví dụ chỗ này là 7 thì bên này cũng là gì? Nhớ nhé, được chưa? Kiểu là thiếu cái này tất nhiên là đáp số nó không ảnh hưởng, thế nhưng mà rõ ràng chúng ta làm sai sẽ mất hết điểm ấy, mất nhiều lắm, được chưa? Thì trong bài tập này chúng ta không ghi hệ số gì cả, bởi vì nó chỉ bằng 7 thôi, bằng một nhé. Nhân một thì ai thèm ghi đâu, người ta để không ghi và chúng ta giải toán cũng không ghi làm gì, ok chưa? Rồi thì đến đây chúng ta lập luận đơn giản thôi. Cái này lớn hơn không với mọi gì nhỉ? Với mọi gì nhỉ, mọi m. Đấy, và lập luận giống như câu bên trên thôi, vì delta lớn hơn không với mọi m nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Đấy, các em nhìn cái con màu vàng lấy ở đâu ra đấy, con màu xanh lấy ở đâu ra đấy, thì đó chưa? À, lập luyện tương tự nhé, làm vài bài tương tự cho quen nào. Bài 5 tìm m để phương trình x bình phương trừ mx cộng m trừ 5 bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Đấy, em làm thì xong đưa chị Hằng kiểm tra thật nhanh mà, thật nhanh vậy. Chị Hằng nhìn lướt cái kết quả cuối thôi, nhìn lướt kết quả cuối thôi. Chị có thể lấy giấy bút nhập trước kết quả cuối để kiểm tra, hoặc là nhìn có những đứa làm tốt, Mai Thủy Anh ấy, nhìn lướt mỗi đứa vài giây cho thầy. Nhờ Phương Anh hay Ngọc nhỉ, Ngọc Ngọc chữa tràng, tí ở lại ghi kết quả gửi cho mẹ nhé.
À, cái câu học phí của hai chị em ấy, mẹ hỏi nhưng mà thầy trả lời chưa trả lời được. Em cứ ghi vào giấy đưa cho mẹ được không? Mẹ với thầy cứ lúc mẹ em nhắn tin lúc thầy đang dạy, xong lúc mà thầy nhắn tin mãi cho thấy mẹ xem kiểu thế, kiểu như mặt trăng mặt trời ấy. Mẹ hỏi lần này lần thứ hai đấy, không phải là do mẹ không nộp đâu mà do mẹ hỏi như thầy lại không trả lời ngay, mãi sau thầy trả lời cuối cùng lại. Đấy, do mẹ hỏi thôi chứ không phải là do không phải là mẹ không hỏi đâu nhé. Cố lên, chị cố gắng kiểm tra hết lượt đi cho thầy nhé, cố gắng kiểm tra hết lượt. Không phải bài nào mình kiểm tra hết nhưng mà có những bài như thế này là gần như là bắt buộc em phải biết làm. Những bài như này mà làm không được đi thi không thi nổi đâu. À, trên này thì chuyển bớt để thầy kiểm tra bớt đi nhé. Tốt. Tốt. Gần đấy thì giờ lên là thầy nhìn được mà. Chính xác. Lớn hơn không, thiếu cái chỗ lớn hơn không với mọi người, nó phải lớn hơn không. Delta lớn hơn không mới có hai hiệu phân biệt được. À, chuyển bớt như này. Cái chỗ bên dưới á, dòng gần cuối á. Đúng rồi nhé. Đấy. Thế vậy các em bàn một đưa cho thầy, đấy là ok hết rồi, bàn hai chuyển đến đây. Kiểm tra bớt để cho chị Hằng đỡ phải kiểm tra nhiều. Em làm mà không được này thi cử không không đạt được đâu nhé. Buộc em phải làm, chậm cũng vẫn phải kiểm tra các em. À được bài bên này thứ mãi mà đấy, làm tốt nha, Vinh làm thế được rồi, thành đâu buộc phải làm được, nó dễ mà bắt chiếc đơn giản gì đâu. Đúng rồi, luôn có hai nghĩa phân biệt nha Thành nhé, luôn có hai nghĩa phân biệt. À tiếp tục à. Không biết làm á hả? Quên cách bấm máy á, menu 922 đi hàng, hướng dẫn bạn này bấm máy đi, phải làm được nếu không là sẽ thất bại thôi. Đi học là phí tiền bố mẹ đã đành, nhưng cảm thấy là đi học này là tương lai nó mù mịt quá, như kiểu bị lừa ấy, tức là đến lớp học thật nhưng mà nó sẽ không được chữ mang về, như kiểu nó bị lừa ấy nhé. Cố lên. À, hay là gọi thêm Kiên đến trợ giảng kiểm tra, gọi thêm Kiên đến trợ giảng lớp này á thì ăn mới kiểm tra nó cho hai đứa đánh nhau. Thằng với Kiên. Bảo ơi, Bảo Trần Gia Bảo ơi, các em này nhá, các em chịu khó xóa bỏ cái Zoom cũ, tải lại Zoom mới đi là nó sẽ không bị băng đâu nhé. Cứ đổi cho bạn không phải bạn đâu, đấy là do cái bản Zoom cũ nó chưa cập nhật đấy. Đấy, các em cứ xóa bỏ Zoom cũ đi, cài Zoom mới bạn không bị gì đâu nhé. Được chưa? Dạ, kiểm tra gần hết chưa? Rồi nhá, cố gắng đấy, chỉ cho các bạn đấy. Lời giải nhá, thì trong bài tập này nếu mà cẩn thận nữa thì mình sẽ ghi là A bằng mấy nhỉ? A bằng 1, B bằng gì nào? Âm gì? Âm M. C bằng gì? M trừ 5. Cái dòng dòng này không bắt buộc các nhé. Cái dòng ghi ABC là không bắt buộc nhé. Đây mình ghi này để mình cho nó cẩn thận một tí thôi. Chú ý là dòng này là ghi không được, không ghi được nhé. Nghe ra chưa? À, bạn bạn 6 kìa, bạn 6 chưa được rồi. Bạn 6 ấy thì ăn ơi. Bạn nữ bạn hồi giữa bạn 6. Rồi, tính delta này. Delta là bắt buộc này. Âm m bình phương trừ 4 nhân 1 nhân m trừ 5 thì bằng m bình phương trừ đi 4m cộng 20. Đấy, thầy bấm lại nhé. Lúc nãy các bạn bảo thưa thầy em chưa biết bấm máy, thì bây giờ thầy bấm lại một lượt nhé. Đấy, bấm lại một lượt nhé. Bấm từ đầu luôn nhé. Menu này. Gì nhỉ? 9 này. 2. 2.
Được chưa? Mình thế này ha. Rồi, 1M bình vương, ta bấm là 1, ấn dấu bằng. Xong. Trừ 4M, ta bấm là trừ 4, bằng. Xong. Cộng 20, ta bấm là 2, 0, bằng. Rồi, x1 bằng 2 cộng 4y bỏ qua. Bằng. 2 trừ 4y bỏ qua. Bằng. Đây rồi. Số mấy nhỉ? Số 2. Đây rồi, số bao nhiêu nhỉ? Số 16. Đấy. Như vậy nó sẽ ra là M trừ 2 tất cả bình phương cộng 16. Nào, tự tin chưa? Đấy. Lớn hơn không với mọi gì? Với mọi M. Vì delta lớn hơn không với mọi nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Được chưa? Đấy, các em thể viết khác thêm một chút không sao, chỉ cần kết quả là giống nhau là được nhé. Bao nhiêu người làm đúng giơ tay thôi nào. Bình Mai làm được chưa? Bạn Hoa đâu? Hoa đâu Bình Mai? Tôi chết rồi. Nếu cứ thế này Hoa sẽ không thể nào thi nổi. Bảo này, hai bạn mới làm được luôn rồi à? Nhảy đấy. Người đây có ai hỏng không? Bảo hỏng à? Thế như vậy là lớp mình còn bạn Hoa với bạn Bảo thôi. Hoa học thế này thì chết rồi. Không đuổi thì mình chả đuổi ai đâu, nhưng cũng nói trước để gia đình chuẩn bị hậu sự nha. Kiểu như bác sĩ đây, thông báo trước thì gia đình chuẩn bị một quan tài nên là vừa. Đấy. Thầy giáo cũng thông báo gia đình biết là cũng chuẩn bị một vé Trần Phú lên Thế Vinh nên là vừa. Nha. Thực ra vào Trần Phú mà nếu mà được chọn lớp thầy Long dạy thì vẫn ngon chả. Vì khi lớp thầy Long chạy nhà trường nhiều ưu đãi lắm, rất nhiều ưu đãi cho lớp học của thầy Long dạy. Vì đấy là cái lớp gọi là lớp chọn mà, lớp lớp điển hình ấy, chất lượng ghê lắm. Lớp sĩ số rất là ít, ví dụ các lớp khác sĩ số bốn mấy, lớp đấy sĩ số chỉ ba mấy thôi, chỉ 34 thôi, 34 với 32 thôi, sĩ số rất ít mà là học sinh chọn, những người điểm toán phải cao mới được vào lớp đấy. Mỗi khóa có một lớp như thế thôi, tức là cả trường chọn ra một lớp như thế thôi, sĩ số rất là ít. Internet hỏng phát là có luôn, mà nề nếp ngay từ đầu rất là gắt. Những lớp khác phải nói nhiều như lớp đấy nhá, cứ chuẩn bị đến giờ phát là điện thoại nộp hết, tự động nộp hết lên tủ, thiếu một đứa không được, nộp hết. Đồng phục là phải đủ, những lớp khác ăn mặc lông nhôm kệ người ta, nhưng riêng lớp đấy là ăn mặc đồng phục phải nét. Đừng nói đến chuyện quần đùi, học hành kiểu quần đùi ấy, không được đâu. Được chưa? Xong nhá. Nào, bài tập này này thế là cơ bản kem ổn hết rồi thì thôi không luyện nữa nhé. Thông qua việc kiểm tra vừa rồi không luyện nữa, mà kem sẽ ghi bài tập tương tự để về nhà làm, hay là chị Hằng có thể về nhà xem lại file này mời nhé và gõ lại nhé. Bài tập tương tự thầy ra đề sẵn cho các bạn này, ra đề sẵn. Đó. Tìm M cùng câu hỏi nhé, tìm M để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Thì câu hỏi loại này nó cũng có thể đổi thành là gì, chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi M. Đấy nhá. Để nó thay đổi kiểu hỏi thì chúng ta vẫn lời giải như cũ nhé. Lời giải vẫn thế, không có thay đổi tí nào cả. Kể cả người ta có hỏi là chứng minh rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt thì mình vẫn cứ câu trả lời y xì, không thay đổi. Hiểu chưa? Các bước làm kết luận y nguyên. Không có thay đổi tí nào cả, việc gì mình sợ. Các ông hỏi là việc của các ông nhá. Mình cứ làm theo việc của mình. Thì mở để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Đấy, kèm chép. Những cái bài này không phải là bài bắt buộc nhé. Bài bắt buộc chị Hằng thì sẽ ra, hoặc chị Hằng có thể ra bài mới hoặc chọn những bài trong này thoải mái không gì cả. Đấy, thế nhưng mà thầy vẫn khuyên là các em nên chủ động làm cho bằng hết. Không những làm cho bằng hết mà còn phải xin thêm thầy. Thầy ơi, cho em xin thêm cái bài tập. Đấy, thế thì mới đỗ được nhé. Mới đỗ nguyện vọng một, mới đỗ lớp chọn được. Nhá. Thì bây giờ lại bảo, ui ôi, nhiều thế. Không ăn thua, thế thì không ăn thua rồi. Nhá. Không ăn thua. Đấy, nếu mà còn kêu nhiều thì không ăn thua nhé. Nào. X bình phương này cộng với mx này cộng với m trừ 9 này bằng 0 này. Đấy. X bình phương này
cộng với m trừ 1 nhân x này, ở bên này đây là trừ 2 m. Chứ không nói chứ xong rồi. Cho số 6 nhé, cho một số 6 cho nó dã man con ngan nhé. Đấy, cho một bài số 6 đấy nhé, không phải bài nào số đẹp tất đâu. Hai bài bên trên là số đẹp rồi, bài dưới là số xấu á nhé. Được chưa? Tại mấy bài tương tự ở bài 6. Tìm M để phương trình có hai nghiệm phân biệt. X bình thường trừ đi 2m x. Cộng 2m trừ 1 bằng 0. Có hai nghiệm phân biệt. Bạn này chụp đăng Facebook để họ biết là mình vẫn còn sống. À, bài này các em mà biết tính delta phẩy thì ngon, không biết tính delta phẩy cũng không sao. Đúng, vừa ăn cướp vừa là làm này, đánh người ta lại còn kêu người ta đánh mình. Nó vừa khai rồi em đánh vào đầu nó chưa chảy máu luôn rồi. Nào tính delta nè, nếu như em chưa quen thì em cứ bắt đầu tính từ a trước nhé. A bằng mấy? 1. B bằng mấy nào? Âm 2. Âm 2m. C bằng 2m trừ mấy nhỉ? Trừ 1. Được chưa? Rồi tiếp tục tính delta nè. Delta là âm 2m. Rút bỏ đi. Em ra rút bỏ điện thì rút bỏ hết điện sạc đi. 2m bình thường này. Trừ đi 4 nhân 1 nhân 2m trừ 1. Được chưa? Đây bằng là 4m bình phương. Được chưa? Tiếp, trừ mấy m nhỉ? Trừ đi 8m. Cộng gì? 4. Cái này mình bấm máy luôn cũng được. Em bấm máy luôn cũng được. Ok. Bấm máy luôn nhé. Vẫn menu 922 như nãy em nhé. Được chưa? Vẫn bấm như lúc nãy thôi. Chỉ có điều kết quả là khác mà mình phải biết hiểu máy tính nhé. Mình hiểu máy tính mới được này. 4m bình phương mình bấm là 4 bằng. Trừ 8m mình bấm là trừ 8 bằng. Cộng 4 mình bấm là 4 bằng. Đấy, đây rồi, đây rồi. Quan trọng nhất là chỗ này đây. Nó chỉ hiện mỗi một chữ gì thôi. Mỗi một chữ x thôi nhé. Chú ý nó chỉ hiện một chữ x thôi.
Còn nếu nó hiện chữ x1, x2 thì lại không được. Hiện đấy chữ x1, x2 thì nó lại trường hợp kia mất nhá. Đấy, nó chỉ hiện đúng một chữ x thôi. Nghe được chưa? Đấy, mình hiểu cái máy một tí. À, nó chỉ hiện đúng một chữ x thôi. Ok chưa? Thì ta hiểu rằng nó chính là bằng m trừ mấy nhỉ? M trừ 1. Bình gì? Bình phương. Mỗi thế là xong. Được chưa? Nhưng các em còn thấy là mình ghi thiếu cái gì không? Đúng rồi nhưng vẫn thiếu một tí. À đúng rồi đấy, quên mất không kéo con mấy sang nhỉ? 4. Lúc này nó là con 1 thì mình không cần kéo sang. Nhưng bây giờ là có con 4 thì mình phải kéo con 4 sang. Đó. Được chưa? Tất nhiên là không ảnh hưởng đến cái kết quả đáp số cuối, nhưng các em sẽ bị mất điểm nếu thiếu số được số 4. Được chưa? Đấy. Vậy con 1 lấy đâu ra? Con 1 lấy đây này. Được không? Hoặc em nào biết nhóm hàng đẳng thức, em nào thuộc hàng đẳng thức ấy, hàng đẳng thức một lượt học từ lớp 8 đấy em. Nếu mà thuộc các hàng đẳng thức đáng nhớ thì các em có thể nhóm hàng đẳng thức luôn, không cần phải bấm máy cũng được nhá. Đấy. Thì trường hợp này chúng ta lập luận như sau: để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì delta phải lớn hơn đến lớn không? Delta lớn hơn không tức là m trừ 1 bình phương phải lớn hơn lớn không? Thì cái này có một số em nhầm là m phải lớn hơn 1 là sai nhé. Chỉ cần m trừ 1 khác gì thôi nhỉ? Khác không? Tức là m khác mấy nhỉ? Khác 1 là xong nhé. Chỉ cần m khác 1 là xong. Không phải là m lớn hơn 1 đâu. Có ai nhầm sang m lớn hơn 1 không? Đấy. Em quen tay ghi m lớn hơn 1 là nó sai đấy, là sai hẳn luôn đấy nhá. Được chưa? Nào, bài tập tương tự nào. Bài 7. Tìm m để phương trình thì m để phương trình x bình phương cộng với mx trừ đi 3m trừ đi 9 bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm phân biệt tức là delta dương, còn hai nghiệm bình thường thì là delta lớn hơn hoặc bằng không. Nào, em làm tương tự nào, em làm được không? Em được ảnh gửi cho thầy để tí thầy đăng luôn. Không. Thì anh xong rồi. Tôi chỉ em kiểm tra cho. Đẹp rồi gì? Máy. Đang nên mới còn móc chìa khóa đây. Móc chìa khóa thì dạng bé bé xíu thôi. Bỏ được cái. Bỏ cũng cái nhỏ thôi.
Sai rồi mà. Sai luôn á, mất hết điểm luôn này. Sai chỗ này nó sai hẳn luôn mà. Muốn M cộng 6 bình phương lớn hơn không thì chỉ cần M cộng 6 khác không thôi mà. Mà tập trung đấy. Cho dù nó là số âm thì cái bình phương lên vẫn dương. Mà số dương bình phương thì đương nhiên dương. Chỉ cần nó không phải số 0 là được. Tức là trường M cộng 6 khác không là được. Mặc dù mình dùng máy tính nhưng mình phải hiểu cái gốc của vấn đề mới được. Thì anh thấy mà thoát được kinh nhỉ. Nào các bạn khác, để vở cho thầy cho chị xem đi. Bài tương tự rồi phải làm. Chưa được thì mình tập thêm bài nữa. Cho đến khi nào được thì thôi. Dứt khoát là như thế. Em thu cả bàn đến đây. À, lúc đầu cũng làm được, tao cũng sửa được. Đúng rồi. Sai dấu này. Cộng 12M, quá đấy. Cộng 12M. Chúng duy trì được này sẽ đỗ thôi. Chiều xem thằng Lập ra ban nào. Rồi mong là vợ xấu chữ ở đấy lại còn ghét xóa đấy mấy đứa cố lên, mình làm chưa được thì mình sẽ tự tập thêm bài nữa cho bằng được thì thôi. Vinh sai giống Mai rồi nhé. Mơ cộng sáu lớn hơn không là sai. M cộng 6 âm được, chả cần nó phải được rồi. Sai luôn nhé, sai chết luôn chứ không phải đơn giản đâu. Đúng rồi. Nhìn bạn Minh Công Thành làm ấy. Nào, bạn gì nhỉ? Ôi trời ơi, bạn này chưa thích nhóm hàng thức rồi. M bình cộng 12M cộng 36 thì nó phải là M cộng 6 tất cả bình phương. Sai hẳn thức là sai đấy. Không phải lớn hơn không với mọi M đâu em. Không phải M cộng 6 bình phương mà lớn hơn không với mọi M được đâu. Sai nhá. Được chưa? Có mấy bạn ngoại hạng được báo trước là học yếu nhé. Mấy bạn học yếu quá, ví dụ như là Quỳnh Mai này, Hoa này, Quốc Bảo này. Để những bạn được báo trước rồi. Số còn lại thì nhẹ nhẹ về 80% đỗ nguyện vọng một đấy. Tin hay không thì tùy. Đã trừ những bạn bị báo trước là gọi là có án tử đấy. Được chưa? Thầy làm thế các bạn cảm thấy tủi thân. Thì các em có thể thay đổi mà. Tức là thầy đang nói trên cái góc độ là hiện tại thầy đang nhìn. Còn các em muốn thay đổi thì cái đấy em thay đổi được. Chứ thầy không thể nói dối được. Như cái được học hiện tại thì những em mà thầy vừa đọc tên là đương nhiên là có án tử rồi. Được chưa? À, Tiến Thành cho được. Tiến Thành đang có cửa đỗ đấy. Nhưng vấn đề là học mà không nghiêng. Nguyên cái chuyện đi học mặc quần đùi thôi là thầy đã không hài lòng rồi. Em nên có ý một chút. Mình chưa nói đến văn hóa hay là ý thức gì cả, nghe nó có vẻ kinh khủng. Nhưng mình vẫn phải tự biết ý một tí. Đi học thì ăn mặc nó lịch sự một tí. Được chưa? Không cần phải đi giày sơ vin gì đâu. Không cần phải áo có cổ vẻ có biết gì đâu. Nó không căng thẳng bước đấy đâu. Nhưng mà đến mức độ mà còn lùi đi học thì tôi không đồng ý đâu. Đừng để tôi phải gọi cho bố đấy nhá. Gọi cho mẹ chán rồi. Mẹ em, bố em mãi kiếm tiền quá. Quên hết cả con thằng con trai. Bài này là A bằng mấy nhỉ? Một này. B bằng M này. Phải làm cho đến khi được thì thôi nhá. Làm chưa được, phải làm lại cho đến khi được.
Thà làm chậm một bài còn hơn là vội vội vàng vàng đi sang bài mới. T bằng gì nhỉ? Trừ 3M trừ đi, trừ 9. Tất nhiên mình cũng chỉ chậm đến mức nào đó thôi, chứ không phải câu giờ quá. Ví dụ bài này vẫn còn nhiều người lỗi thì mình sẽ tập cố thêm một bài nữa cho đến khi mà ít người lỗi. Không thể nói là tất cả, nhưng mà số lượng người bị sai, bị hỏng, nó ít đi thì mình sẽ chuyển. Chứ còn hàng nửa lớp vẫn còn hỏng và mình chuyển thì cũng ngay đâu. Cho đến khi nào quen đi. Delta sẽ là M bình phương trừ đi 4 nhân 1, có thể bỏ qua nhé. Trừ 3M trừ trừ 9. Được chưa? Nhân 1 có thể vứt vứt đi. Rồi, đây là M bình phương cộng 12M cộng 36. Thì kem nào mà học biết nhóm thẳng thức thì biết ngay đó là M cộng 6 bình gì? Bình phương. Còn nếu như em chưa biết thì kem có thể bấm máy nhé. Bấm máy là dành cho những người người ta cảm thấy là ngại ngần với hàm thẳng thức thôi. 1 bằng 12 bằng 36 bằng. Đây, x bằng âm gì? Âm 6. Thì tức là m trừ âm gì? Trừ âm 6. Mà trừ âm 6 tức là cộng gì đấy? Cộng 6 nhé. Thì nó là m cộng 6 tất cả bình phương thôi. Đấy. Vừa nãy có em ghi là lớn hơn không với mọi m nhé. Là sai nhé. Sai luôn nhé. Sai đến mức không điểm luôn nhé, chứ đừng có tưởng là nhẹ nhàng đâu. Có người ghi lớn hơn không với mọi m, chỗ này là sai, bởi vì thực ra nó không hề lớn hơn không với mọi m. Nó có thể lớn hơn không, nó có thể bằng gì? Bằng không. Đấy. Như năm nay còn đỡ ấy, năm ngoái ấy, khi mà tôi ghi chỗ này bảo sai, thậm chí nó còn gân cổ là cái mà cô giáo em bảo thế, và khẳng định luôn không có cô giáo nào dốt đến như vậy. Cô giáo em sẽ ghi là lớn hơn hoặc gì nhỉ? Hoặc bằng. À vâng. Đấy. Tức là kem truyền đạt lại không đúng ý, có thể gây hiểu lầm giữa các giáo viên với nhau. Đó. Được chưa? Ok. Giáo viên có thể cộng trừ nhân chia nó lẫn một chút, thế chuyện bình thường, nhưng không thể nào dốt đến mức độ mà đi lập luận cái câu lập luận như thế được. Ok chưa? Đấy. Mình cũng rất là kinh nghiệm rồi, không dại gì mắc mưu của mấy đứa chia rẽ tình cảm giữa thầy giáo dạy chính với thầy giáo dạy thêm. Thầy giáo dạy chính với thầy giáo dạy thêm đều là những người đang cố dạy để các em đỗ thôi. Để các em học tiến bộ lên. Thực tế là chúng ta cũng để mục tiêu cuối vẫn là điểm để kem đỗ, vì không đỗ thì nói hay rồi, chả ai tin. Đăng với Lộc năm nay nguy cơ cao đấy, thay đổi lên cố lên. Rồi chúng ta lập luận như sau: để phương trình cũng có hai nghiệm phân biệt thì delta phải lớn hơn gì? Lớn không. Trật tự nào, đến đây có người ghi như sau cũng sai nhé. M cộng 6 lớn hơn không, sai nhé, sai hoàn toàn luôn, sai không điểm luôn. Được chưa? Lý do là bởi vì M cộng 6 âm cũng được, dương cũng được, bởi vì khi nó âm bình phương lên vẫn là số gì? Vẫn là số dương, cho nên ghi thế này là sai nhé, phải là m. Nếu như mà kem cảm thấy mệt mỏi nhỉ, thì kem chỉ cần m cộng 6 thế nào thôi nhỉ, khác gì, khác không, m khác bao nhiêu nhỉ, âm 6. Đấy. Thì đây là đáp số đúng. Ok chưa? Thành Mai cũng sai nhé, người được coi là giỏi nhất lớp hiện tại cũng sai. Được chưa? Thế cho nên chúng ta tập lại bài 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 8 cho nó quen tay đi, quen đi thầy sẽ ra bài tương tự thôi nhé. Tìm m để phương trình x bình phương trừ đi 2mx cộng với 7. Có hai nghiệm phân biệt. Ở trật tự em ơi. Lần này kem sẽ cố gắng làm để thầy kiểm tra với các chị kiểm tra, sau đó cuối cùng là sẽ chữa và hỏi xem bao người đúng bao người sai. Em cứ thành thật với bản thân mình là được, đúng thì giơ tay và không đúng thì không giơ tay. Có trường hợp là một số người đúng không chịu giơ tay cơ, kiểu hướng nội dở hơi. Còn ở lớp này chắc không đến mức là sống ảo là sai cũng cố giơ tay thì làm cái gì, chả giải quyết cái gì cả.
Các em cứ thành thật với thầy trước thì thầy biết là bao nhiêu người làm được, bao nhiêu người không biết được. Dương và Vi mất trật tự, Dương với lại Tường Vi mất trật tự nhé. Ánh Dương với lại Tường Vi mất trật tự, Ánh Dương với lại Tường Vi. Ai cả tiền cưới cái sai rồi, không kéo con bốn xuống. Lỗi đấy bị trừ điểm thôi, không mất hết đâu. Ôi trời ơi, sao kéo con bốn xuống, bị trừ điểm rồi. Không mất hết, tức là mặc nó không ảnh hưởng đáp số nhưng mà nó sẽ bị trừ điểm là cái chắc rồi. Rồi, làm tốt đấy. Chúc mừng 10 điểm. Phụ làm chắc lắm. Hoài anh à? Quang ơi, anh đang chữ M, Quang lại đổi thành chữ X. Trừ điểm rồi. Làm tốt là Hoài anh. Năm nay cố đỗ một đậu một, sang năm thì con nghĩ thầy còn có học sinh. Tức là dạy những người như em đỗ mới đọc một, dạy những người như Phúc đỗ mới đọc một với kinh. Đỗ là trường cao nhất Ba Vì luôn, trường ngoài luôn, thế mới kinh. Còn Phong với Ảnh đỗ là bình thường. Phong thì học tốt, rồi anh nào đấy làm tốt này, ai đây mình nghĩ được. Kiến à, đấy, đấy phải chủ động học được như thế mới được nhé. Nào bắt đầu tính nhá, em nào tính được delta phẩy thì tốt hơn. Khi nhìn thấy thầy trò mình tính delta nhiều người cứ cười, thực ra thì lớp này nhiều bạn học yếu nên tính delta thì là an toàn. Thế còn những em nào học tốt thì tính delta phẩy thì nó sẽ nhanh hơn. Bản chất là như nhau, tính delta phẩy nó sẽ nhàn hơn, nhanh hơn. Đấy, tính delta thì nó dễ hơn thôi. À, chúng ta cứ cẩn thận trước là biết A bằng gì nhỉ? 1, B bằng âm 2 gì? Âm 2M. C bằng gì? 6M trừ gì? Trừ 9. Được chưa? Rồi, chúng ta tính delta sẽ là âm 2M bình phương trừ đi 4 nhân với 6M trừ 9 thì bằng 4M bình phương. 46 là 24 M cộng 3 D 36. Đấy, em nào nhầm được hàng đẳng thức thì cứ nhầm nhé. Còn nếu không nhầm hàng đẳng thức thì chúng ta sẽ bấm máy nhé. Vẫn bấm máy đấy, 4 bằng trừ 24 bằng 36 bằng. Rồi, đây rồi, x bằng 3 nhé. X bằng 3 tức là M trừ gì nhỉ? M trừ 3. M trừ 3 bình phương. Đấy, được chưa? Thiếu con mấy nhỉ? Thiếu con mấy đây nhỉ? Được rồi, rất nhiều người thiếu con 4 nhé. Thiếu con 4. Được chưa? Rút kinh nghiệm đừng có ghi lớn hơn không với mọi m nhé. Không có đâu. Được chưa? Chúng ta lập luận như sau. Để phương trình. Hát quạt em ơi. Không quạt đã đủ chết rét rồi lại còn quạt. Để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Thì delta phải lớn hơn không, thì nếu quen rồi chỉ cần m trừ 3 khác gì thôi, khác không, m khác gì nhỉ, khác 3. Rồi bây giờ bao nhiêu người có đáp số m khác 3 nhé, chỉ cần đáp số m khác 3 thì giơ tay, còn những cái lỗi nhỏ nhỏ bên trên bỏ qua nhé, chỉ cần cái m khác 3 là được.
được chưa? Chỉ cần mời chị Hằng check giúp xem còn bạn nào dính không, có bạn nào bị dính không. Bạn Hải Yến với bạn Bảo chưa làm được à? Ở trên này là 8 và 48, ở đây là 49 người có mặt tại đây là đúng tất à? 49 người có mặt đúng tất, cộng với 3 người on đúng, còn 2 người on không thấy giơ tay. Ok, mời bọn này xuống. Hiện tại đây là 49 học sinh đã có mặt, chưa tính những người nghỉ nghỉ thôi. Ổn chưa? Ổn rồi, thầy cho chép bài tập tương tự nhé. Đấy. Khi là quen rồi thì cũng nhiều đấy nhé. Cứ mỗi phần là cứ hai ba bài tương tự này gộp lại nhiều vết đấy. Đúng không? Đấy, chịu khó làm thì mới hết được. Làm bài tập tương tự. Tìm M để phương trình có hai nghiệm phân biệt. X bình thường cộng m x trừ 4m trừ 16 bằng 0. X bình thường trừ mx cộng với 3m trừ 9 bằng 0. X bình thường cộng với 2m x x bình thường cộng với m cộng 1 nhân x trừ đi 2m trừ đi 6 bằng 0. Rồi, đấy. Cứ mỗi bài tương tự có 3 cho đến 4 bài, mỗi dạng bài có 3 4 bài tương tự cộng lại thì cũng nhiều bài tập phết đấy, không phải ít đâu. Nha. Được chưa? Rồi. Tiếp tục bài 9. Tìm M để phương trình x bình thường cộng 7x cộng m trừ 2 bằng 0, có hai nghiệm. Chú ý không có chữ phân biệt nhé, không có chữ phân biệt, nghe được chưa? Không hề có chữ phân biệt nào ở đây nhá, không hề có chữ phân biệt nào đây cả. Hôm nay có một bạn là có nhắn tin với thầy là không học ở đấy nữa, nhưng mà thầy cũng không biết bạn đấy là bạn nào, bởi vì thầy chưa vào danh sách, thầy chưa vào danh sách nhé. Đây có người. Thầy chưa vào danh sách mà chắc bạn đang học thử. Đào Hà Vi xin nào nhé. Đấy, người ta rất lịch sự, người ta ao, người ta còn hỏi học phí ấy, thì mình sẽ không lấy nhé. Mình sẽ không lấy nữa, họ ao rồi mình không lấy học phí nữa. Ok. Tuyết Anh, bạn Tuyết Anh. Tuyết Anh là bạn nào nhỉ? Bạn ấy học mấy buổi rồi? Bởi vì thầy còn chưa vào danh sách nên thầy không nhớ được nhé. Trong danh sách lớp này không có.
À, anh Mai đưa thầy kiểm tra. Qua đây, để đây. Em đã làm xong thì đưa thầy kiểm tra. Sao lại hình sai rồi? 7749 chứ Quang, sao lại 7714? Trời ơi. Hơn nữa là hai nghiệm thì delta lớn hơn hoặc bằng không, nhưng sao lại delta lớn không? Hai lỗi như vậy thì không điểm rồi nhé. Với hai lỗi như vậy thì bài không điểm rồi. Tốt rồi. Anh làm chắc. Nhá. Nào, lời giải này. Em chú ý này, người ta chỉ hỏi là có hai nghiệm thôi mà không hề nói là hai nghiệm phân biệt, cho nên em đừng có cho delta dương nhá. Đừng có cho delta dương hết. Được chưa? Trật tự em ơi. Ta có là A bằng 1, B bằng 7, C bằng M trừ chữ 2, delta bằng 7 bình phương trừ 4 nhân 1 thì bỏ qua 1 đi. Nhân luôn M trừ 2. 7749 nhá, không phải là 7, 7 là 14 đâu các bạn nhá. Trừ đi 4, M cộng 8, sai thì bình thường thôi, thì mình tính lại thôi. 49 cộng 8 là 5 mấy nhỉ? 57 trừ 4M. Thì ta lập luận như sau để phương trình. Người ta có thể hỏi là có nghiệm nhé, hoặc là có hai nghiệm là như nhau em nhé. Có nghiệm hay là có hai nghiệm thì câu này nghĩa của nó là tương tự nhau. Đấy, có người sẽ vặn vẹo là có nghiệm với có hai nghiệm nó phải khác nhau chứ thầy. Thì nó tương tự nhau thôi. Được chưa? Vì hai nghiệm đấy chưa chắc đã phân biệt. Được chưa? Trên trường này nó tương tự nhau thôi. Thì có nghiệm hay là có hai nghiệm thì nó tương tự nhau thôi. Thì delta nó phải lớn hơn hoặc bằng, tức là có thêm dấu bằng em nhé, nó có thêm dấu bằng. Nào nào bé nào học sinh mới mà đã mất từ từ thì kia à, mang tiếng học sinh mới nhưng mà trong lớp đầy bạn quen đúng không? Thảo nào của người yêu Thành à? Ôi Thảo nào bình thường Thành đấy, nghịch như quỷ và bỗng dưng hôm nay ngoan đột xuất, thầy cũng phải nhắc đi nào. Thì ra là như thế. Được chưa? 5, 7 lớn hơn hoặc bằng 4, 4M, M nhỏ hơn hoặc bằng 57 phần 4. Bao nhiêu người đúng đáp số? Số lượng người toàn đông lắm. Cần bài tương tự để làm cho nó chắc tay hẳn không? Thôi chép bài tập tương tự làm về về nhà làm nhé. Làm sao đã về được? Còn bài nữa chứ? Làm gì với chuyện này em? Thầy còn đang lo thiếu thời gian đây này, thầy mới phải không cho bài, không không chữa bài tiếp theo này. Còn vài bài 10 nữa nhé. Bài 9 này. À, thì tụi em ơi. Bài 10 nữa thì đủ bộ nhá. Bài 10 nữa thì đủ bộ. Được chưa? Bài 10 nữa thì đi thi nó yên tâm lắm. Đi mơ để chương trình có nghiệm. Có nghiệm nhá. Có nghiệm với có hai nghiệm thì nghĩa của nó là tương tự nhau trong loại toán này em nhá. Nghĩa của nó là như nhau. Cho nên mình mới gọi là tương gì nhỉ? Tương tự. Được chưa? Nào. X bình phương. Cộng với 3x trừ m cộng 5 bằng 0. X bình phương trừ 2mx cộng m bình trừ m cộng 1 bằng 0. X bình phương cộng m trừ 2 nhân x 2 lần m trừ 2 nhân x cộng với
M bình trừ M Chia. trừ một bằng không đấy. M để phương trình có nghiệm thì cách làm tương tự nhé, là 30 nữa thì hết nhé, 30 nữa thì coi như đủ tạ, vẫn là tìm M để phương trình có nghiệm. X bình phương trừ đi 2m x cộng với làm bài. Rồi xong. Đấy, cho nên thầy rất sợ các em sẽ nhầm giữa các dạng với nhau, cho nên thầy phải bắt buộc phải có cái bài 10 này thì bài này mới đầy đủ được. Đấy, các em không những là phải làm nhiều cho quen, mà quá trình làm nhiều rồi còn phải xem đi xem lại cho đủ tỉnh táo, tránh trả lời nhầm các dạng câu hỏi với nhau. Đâu phải đơn giản đâu. Số rồi em đã đọc số hết, sai nốt, bạn này sai cả lập luận nhé. Đó. Nguy hiểm chưa? Quá nguy hiểm nhé. Vẫn sai như thường. Còn rơi đã hiểu. Không có bài 10 này là nhiều em dính hết. Bọn dính quá nhiều. Sai hết. Nãy giờ chưa được em nào đưa bài đúng cả. Thanh Mai đâu, chuyển bài đây. Sai hết, kể cả Thanh Mai sai hết. Của Mai đây sai hết, sai hết, chưa được ai làm đúng cả, được chưa? Đấy, các em thấy không,
Thực ra thì các em tính toán rất tốt rồi, nhưng các em vẫn chưa hiểu đề bài đang hỏi cái gì luôn á. Không có bài 10 này mà trong lớp nghỉ là toang đấy. Học 9 bài mà bỏ quên bài 10 thì cuối cùng là cũng dở hơi. Được chưa? Học đủ 10 bài này, sau đó các em về nhà tập luyện thật nhiều và cố gắng là khi tập luyện rồi xem đi xem lại cho giữ được cái tư tỉnh táo. Để xem là người ta hỏi thế nào mình trả lời đúng câu hỏi người ta. Người ta hỏi một đằng mình trả lời một nẻo thì các gì lạc đề, đi làm văn lạc đề. Được không? Rất là nguy hiểm nhé. Lời giải. Vẫn có những người cười đùa được thì chịu thật. Kia phải vi không? Cái gì vi nhỉ? Mi mi sói. Mi là người yêu đang đó. Lại người yêu Thành. À, thầy hiểu tại sao mà nãy giờ Thành im hít rồi. Là bởi vì người yêu một, người yêu hai đang ngồi tất ở đây, cho nên thì Thành sợ bị lộ nên phải im. Thì ra là như thế. Thật không ngờ Thành lại con người như thế đấy. Thì bắt đầu thấy sợ con người em dần rồi đấy. Vào đấy thì làm sao được, bản thân thì đẹp trai, nhà lại nhiều tiền, sao delta thì khá đơn giản thôi, delta bằng trừ 2m bình phương trừ đi 4 nhân 6m trừ 9. Loại này thì các em làm khá quen rồi. Đấy là 4m bình phương trừ 24m cộng 3 mấy nhỉ? 36. Đấy sẽ bằng 4 nhân m trừ mấy nhỉ? M trừ mấy? Trừ 3, tất cả bình phương. Đấy. Các em có thấy rằng cái việc tính toán này là rất giống với bài trước không? Thì nó y nguyên bài trước thôi, nhưng cái cách trả lời của chúng ta lại khác này. Cái này sẽ lớn hơn hoặc bằng không với mọi m. Nếu người ta yêu cầu hai nghiệm phân biệt thì câu này vô nghĩa. Nhưng mà người ta chỉ cần yêu cầu là có gì thôi, có nghiệm. Và câu trả lời của chúng ta rất quen thuộc thôi. Vì delta lớn hơn hoặc bằng không với mọi m. Nên phương trình luôn có hai nghiệm hoặc luôn có nghiệm. Đấy. Hết nào, xong chưa, ai làm đúng thì giơ tay, cả on cả off ai đúng không? Em thấy chưa, nếu thiếu bài 10 em thấy nguy hiểm chưa? À, có bạo trận làm đúng, được chưa? Thiếu bài 10 em thấy nguy hiểm chưa? Lại lại nhá, vì bài 10 không có ai đúng cho nên làm bài 11 tương tự bài 10 thôi. Phương trình tìm m để phương trình x bình phương cộng m trừ 1 nhân x trừ đi 2m trừ đi 2 bằng 0 có hai nghiệm. Cho giống đề thi thì ghi luôn là x1 x2. Đấy. Rồi, ai làm đúng, ai làm xong thì đưa chị Hằng kiểm tra, coi như đấy là vé ra cửa. Sai thì lại làm cho bằng đúng thì thôi. Đấy, coi như là vé ra cửa nhé. Không làm đúng cứ ở lại. Cài cho đến khi nào đúng thì thôi. Hai bé học sinh mới kia đưa in tư chưa? Một bé mới đó.